Nhà đất Hằng đây. Xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục khoe thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng đi giới thiệu một căn nhà phố ngay trung tâm quận Bình Thạnh, nằm trên khuôn đất nở hậu 8m, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt đó là nhà mình được gia chủ có thiết kế hồ nuôi cá koi bên trong nhà, nằm trong phân khúc giá bán 6 tỷ hơn. Một căn duy nhất hiện nay được gia chủ mình có thiết kế phòng ngủ tại tầng trệt dành cho bà lớn tuổi này cả nhà. Đó. Và Hằng đi xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển đến tham quan ngôi nhà nè. Và Hằng đi đang có mặt tại mặt tiền đường chính phía trước, trục đường Lê Quang Định, thuộc phường 5 quận Bình Thạnh. Đó, ngay phía ngoài này thì dân cư mình rất là đông đúc luôn, tập trung nhà hàng, quán ăn, shop thời trang, cơ sở giáo dục y tế, ngân hàng, những ngành nghề thương hiệu nổi tiếng tập trung về đây tương đối nhiều. Ngay vị trí đường Lê Quang Định mình giao với đường Nguyễn Văn Đậu, và cách chợ Bà Chiểu trung tâm quận 3, quận 1 cũng chỉ từ khoảng 5 đến 10 phút di chuyển. Và đây là con hẻm chính để đi vào bên trong ngôi nhà này cả nhà. Đó, và xe ô tô mình đậu cách nhà chỉ tầm khoảng 15m. Và ngôi nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu với cách cấu chuẩn là một trệt một lầu sân thượng, mẫu kiến trúc hiện đại. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng nam, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là đông tứ trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m, nhà nở hậu 8m, chiều dài là 12m. Khuôn đất công nhận sử dụng là 64m2. Công năng sử dụng rơm, phòng khách, phòng bếp. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ kèm ban công sân thượng đầy đủ nè cả nhà. Một căn nhà gia chủ đang rao bán với mức giá là 6 tỷ 900 triệu đồng, giá còn bớt khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, ngay phía nhà mình là có một khoảng sân nè đây, và di chuyển vào bên trong, gia chủ trang bị cho mình một lớp và cửa nhôm xin pha kính cường lực. Cả nhà mình mua về mình đi coi thiết kế thêm một lớp cửa cuốn hoặc là một lớp cửa sắt phía trước nha cả nhà. Hằng đi sẽ trao đổi với chủ nhà của mình hỗ trợ hoàn thiện thêm, và mình có một khoảng sân phía trước có thể là đổ được 5 cho chiếc xe máy tương đối thoải mái luôn, cũng như là khu vực trồng cây trồng hoa nè. Và di chuyển vào bên trong được gia chủ thiết kế cho mình phòng khách sử dụng tại tầng trệt, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, khoảng này thông tầm nhìn lên bên trên mình có đèn chùm, trần chìm giật cấp đèn led âm trần. Một căn nhà tông chủ đạo là màu trắng, mẫu kiến trúc hiện đại. Bên dưới gạch của mình lót gạch bóng kiến chống trầy chống chân chợp 60-60. Đó, mảng tường khu vực sofa của mình được gia chủ mình thiết kế ốp và tấm rạch trang trí rồi tranh treo tường nè cả nhà. Thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, một căn nhà rất là xinh xắn luôn. Và từ bên trong nhà của mình nhìn ra đường phía trước, đường trước nhà của mình đó là xe máy hoặc là xe bán tải ba gác mình di chuyển vào được, nhưng mà mình cách 15m là ga hiểm xe hơi, hai chiếc xe chúng ta di chuyển tránh nhau được nha cả nhà. Đó, một vị trí phải nói là tương đối đẹp, ngay trung tâm quận Bình Thạnh, trục đường Lê Quang Định giao với đường Nguyễn Văn Đậu, mình di chuyển về chợ Bà Chiểu tương đối gần luôn. Và thang bộ được gia chủ mình ấp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng kính cường lực. Bên dưới chân cầu thang của mình có tủ kho để đồ, tận dụng tối đa không gian luôn nè cả nhà. Và mình sẽ có toilet sử dụng tại tầng trệt dành cho khách khi đến chơi nhà. Đó, lavabo đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen đứng đặt ốp cao phun trần lên trên luôn. Đây, và Hằng Ly đang có mặt tại khoảng không gian khu vực phòng bếp đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có bộ bàn ăn 4 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới được gia chủ sử dụng là toàn bộ là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm vào hành thêm mình trong thời gian an cư sinh sống. Và đặc biệt đó là tầng trệt của mình là cả nhà, gia chủ có thiết kế cho mình hồ nuôi cá koi, khu vực trồng cây trồng hoa quá là thoáng luôn. Khoảng này bên trên là nơi để sáng trực tiếp cho ngôi nhà, để sáng lấy gió nè cả nhà. Đó, mở cửa ra không khí đối lưu lắm, ngồi đây mình ăn một bữa cơm gia đình mình quây quần bên nhau, nghe tiếng tách đó, nuôi cá trồng hoa quá là tuyệt vời luôn. Một không gian rất là đặc biệt cho căn nhà nở hậu lên tới 8m, tủ lạnh lớn hai cánh CP size đầy đủ luôn cả nhà. Và phòng ngủ tại tầng trệt dành cho bà lớn tuổi trong gia đình của mình đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, hệ tủ táp đầu giường và toilet sử dụng riêng cho căn phòng này luôn. Đó, đầy đủ các trang thiết bị. Nhà mình có ông bà lớn tuổi trong gia đình thì an cư sinh sống quá là phù hợp. Và đặc biệt đó là phòng ngủ này á, được gia chủ có thiết kế cho mình một cái khu vực trồng cây trồng hoa, khu vực kiến trời nè cả nhà. Rồi lấy sáng lấy gió trực tiếp cho phòng này thoáng lắm luôn á. Căn nhà này á, mình tận dụng không gian xanh, khu vực trồng cây trồng hoa vào nhà tương đối thoáng và mát mẻ luôn. Một căn nhà phân khúc giá bán 6 tỷ 900 triệu đồng mà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư sinh sống, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và ngay tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo rồi cả nhà mình cùng tham quan. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình.
để đến tham quan thực tế mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Đó, thang bộ của mình là cả nhà. Đi thì tương đối đều bước. Ngôi nhà này tại lại ngay trục đường Lê Quang Định giao với đường Nguyễn Văn Đậu. Cả nhà mình di chuyển theo Phan Đăng Lưu, trung tâm quận 3, quận 1 cũng chỉ tầm khoảng 10 phút. Cách sân bay Tân Sơn Nhất cũng chỉ tầm khoảng 10 phút di chuyển. Đó, và Hằng Ly đang có mặt tại gian lầu đầu tiên, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện cả nhà. Đây, sẽ có tổng là 3 phòng ngủ bên trên này và phòng ngủ tiếp theo Hằng Ly đang quay. Đó, nãy giờ em quay lên đây là phòng ngủ thứ hai nha cả nhà. Chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo, hệ tủ tắp đầu giường, rồi khu này là khu vực giếng trời thông xuống bên dưới á. Lúc này Hằng Ly có quay tại phòng ngủ đầu tiên á, là đây là bên trên. Đó. Đây, và hai căn phòng phía sau này sẽ dựng chung một toilet tại đây nè cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị, chúng ta có lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh và tấm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Và phòng ngủ nằm ở phía sau cũng được gia chủ mình trang bị tương đối hoàn thiện, có cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài. Tính ra là phòng nào cũng rất là thông thoáng luôn cả nhà. Đó, tủ quần áo nè, quá là tuyệt vời cho một căn nhà phố, nở hậu 8m. Và di chuyển phòng ngủ master nằm ở phía trước để cả nhà mình cùng tham quan. Phòng này thì mình sẽ có toilet sử dụng riêng và ban công chính phía trước luôn cả nhà. Đó, phòng ngủ master được gia chủ mình có thiết kế hoàn thiện, vách kính ngăn riêng, bồn vệ sinh lavabo đun sôi, gạch ốp cao phun trần lên trên, tông chủ đạo là màu xám đó cả nhà. Đó, sang chưa. Và phòng ngủ của mình chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, cửa sổ ban công chỗ ra bên ngoài thoáng mát lắm. Đây, đối diện nhà mình cũng như là kế bên nhà mình đó là một căn nhà vườn, chủ nhà ở cũng lâu đời nè cả nhà. Khu này là tương đối an ninh luôn á. Đó, khu vực trồng cây trồng hoa phía trước. Và Hằng Ly tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Một trệt một lầu, thêm một tầng sân thượng mini ở bên trên nữa. Lên đó nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, gia đình mình quay quần bên nhau, tổ chức tiệc nướng BBQ, một không khí rất là tuyệt vời luôn. Và không gian bên trên nè, đây, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện cả nhà. Một trệt hai lầu. Khu vực này mình sử dụng làm phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình, tương đối phù hợp để cả nhà mình luôn á. Đó, mình sẽ có một cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài này. Và phía này mình sẽ có sân thượng, khu vực trồng cây trồng hoa đầy đủ luôn nha cả nhà. Thoáng quá ha. Với phân khúc tài chính 6.900.000.000 đồng, cả nhà mình đã sở được một căn nhà phố đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình đang cư sinh sống. Chúng ta sẽ có bàn trà, ghế ngồi lên đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Gia đình mình tổ chức tiệc nướng BBQ. Gia chủ thì thiết kế cho mình ốp tấm PVC cả nhà. Phần nữa tấm kính đó. Đó, tấm nhựa PVC nè. Đây những khung sắt có hàng cây treo. Thoáng quá ha cả nhà. Lên đây thì gió trời mát mẻ lắm. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và mua bán làm việc trực tiếp với chính chủ. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Khu vực này mình đã làm phòng thờ, còn phía ngoài này mình làm máy giặt máy sấy để đây nha cả nhà. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và đón chào năm mới 2024, một năm vạn sự như ý. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.